Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Làm sao để build một cái hồ thủy sinh dành cho anh em newbie? Nó còn nhiều phong cách nữa, ví dụ như là phong cách Hà Lan, phong cách natural. Đây là phong cách bonsai đúng không? Đúng rồi, phong cách bonsai. Okay, như cái này gọi là phong cách kia em hay là cái này đang dưỡng hồ thôi? Đây là phong gọi là phong cách Hà Lan anh. Cái này cũng có thể gọi là bao top đúng không? Không anh, cái phong cách này gọi là phong cách natural. Natural, dạ, tự nhiên. Dạ. Nó dạ. Cực quá. Dạ đúng rồi, thì cái phong cách này sẽ hơi cực tới về cái vấn đề vệ sinh đó. Nó gọi là Brazilian tile, tức là nó sẽ có thêm đá. Brazil là cái gì? Brazil á. Dạ đúng rồi. À phong cách Brazil á. Dạ. Phong cách gì vậy? Iwagumi ạ. Iwagumi hả? Tên là biết phong cách của Nhật ha. Dạ, bên này là cái phong cách giống cái hồ bên đây anh. À, này phong là cách natural. Natural. Hồ CO2 bể, nói chung là full nguyên cái này luôn là 5 triệu A. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok, tiếp theo cái series về thủy sinh ha, thì chúng ta vẫn tiếp tục ở thủy sinh tím ngày hôm nay. Thì mình có nhờ Hào là tư vấn cho mình, là rồi cho các bạn khán giả coi luôn là làm sao để build một cái hồ thủy sinh nó dành cho anh em newbie. Yeah. Đó, thì nói chung là khách khứa thì chắc em buôn bán em cũng biết rồi. Em tư vấn nhiều cho khách, em biết có những khách thì người ta bận rộn. Yeah. Người ta muốn mua một cái sản phẩm hoàn thiện về, ta chỉ ngắm nhìn thôi. Thậm chí là những người mà nhiều công việc á, bạn là lúc mà căng thẳng quá thì ta muốn có một cái không gian đó để người ta thả cái mình vô ha, xua tan đi những cái mệt mỏi, những cái khó khăn. Nhưng mà lại có người thì thích tự mình xây lên. Người ta sẽ đi lấy phụ kiện đồ về rồi người ta sẽ tự tay thiết kế tạo nên cái hồ của mình. Thì bây giờ trong qua cái clip này thì Hào sẽ hướng dẫn cho anh em newbie coi như là từng cái bước cơ bản nhất luôn, chuẩn bị cái phần cứng như thế nào rồi kết hợp như thế nào luôn. À, làm phiền em, thank you em rất là nhiều. Ok, đây là cái hồ em chuẩn bị sẵn cho mình đó hả? Dạ đúng rồi. À, thì đối với người newbie thì cái hồ nó, cái kích thước nó có phải là cái điều mà cần phải quyết định không ta? Dạ, cái đối với anh em newbie á thì mình sẽ nên chơi những cái hồ nhỏ trước, như hồ tầm khoảng kích thước khoảng 50cm đảo xuống. 50cm đảo xuống. Dạ, để dễ chăm sóc. Ừ. Dạ. Thì tại vì anh em newbie thì kinh nghiệm chưa nhiều á, thì nên là cái quá trình chăm sóc nó sẽ gặp nhiều khó khăn đối với những cái hồ lớn. Ừ. Cho nên là nên chọn những cái hồ nhỏ từ 50cm đảo xuống thôi. Những cái khó khăn đó là gì em? Những cái khó khăn như là cái thay nước nè, chăm sóc cây, tỉa cây rồi ấy. Ừ. Thì anh em newbie thì chắc chắn là nó sẽ không làm tốt bằng những người chơi lâu năm rồi. Ừ. Cho nên là hồ nhỏ sẽ dễ hơn. Có nghĩa là cái hồ càng lớn thì trong đó cái hệ động thực vật nó sẽ càng nhiều. Dạ, đúng thì rồi. Mỗi loài nó sẽ có cái yêu cầu khác nhau. Dạ. Thì nếu mà chưa có kinh nghiệm thì sẽ gặp lúng túng. Dạ đúng rồi. Còn một cái hồ nhỏ vậy thì nó coi như nó ít loài hơn. Dạ. Dễ kiểm soát vấn đề hơn, đúng không? Ok, thì em bây giờ chúng ta liệt kê lại, để build một cái hồ thủy sinh thì cần những cái phần cứng là hồ. Dạ đúng rồi, hồ, đèn. Đèn. Lọc. Lọc. Dạ. Rồi phân nền. Phân nền. Đấy, rồi trong cái lọc đó thì mình có cần thêm là gọi là cái đá lọc, cái vật liệu lọc để vi sinh chứa ngủ. À. Dạ. Rồi sau đó ta có vi sinh. Ừ. Dạ. Thì đó là những cái cơ bản của một cái hồ thủy sinh. Ừ. À, rồi anh nghĩ đầu tiên để mà build thì mình chuẩn bị những cái phần cứng đó, tiếp theo là bây giờ mình sẽ chọn phong cách đúng không? Dạ đúng rồi, sẽ chọn phong cách. Nếu mà thủy sinh thì nó có bao nhiêu dạng phong cách em? Thủy sinh thì nó cũng có nhiều dạng biến tấu phong cách lắm anh. Ừ. Ví dụ như là bonsai nè. Ừ. Ví dụ như là phong cách bao tốp nè. Bao tốp là nào ta? Bao tốp nó là cũng là kiểu một phần giống như này. À. Nó cũng có thể gọi là bao tốp, cũng có thể gọi là một bán cạn. À. Dạ. Bao tốp tức là anh tái tạo là một cái môi trường dưới dòng sông tự nhiên, môi trường dưới dòng sông á, một cách tự nhiên nhất thì nó gọi là phong cách bao tốp. À, coi như là tái tạo. Ok, bây giờ sẵn ở đây cũng có một cái hồ thì mình quay lại. Ví dụ như hồi nãy là những cái phần cứng các bạn cần phải chuẩn bị, thứ nhất là hồ ha, thứ hai mình có thể thấy là cái nền. Dạ đúng rồi. Cái thứ ba nữa là cái này là cái lọc. Lọc. À. Lọc. Đèn. Đèn. Đúng rồi. À, cái đèn này thì cũng đơn giản thôi. Lọc thì cái này nó có cả lọc đáy và lọc mặt luôn đúng không em? Dạ đúng anh. Đây là phong cách biotop. Dạ đúng rồi, biotop. Nghĩa là mình tái tạo ra một cái giống như một cái dưới cái lòng sông. Dạ, tự nhiên nhất. Tự nhiên nhất có thể. Dạ. Nó còn nhiều phong cách nữa, ví dụ như là phong cách Hà Lan, phong cách natural, rồi phong cách Brazilian tile. Đấy, nó có nhiều loại nữa. Ồ, đó, rất là nhiều loại luôn. Thôi dạ. Bây giờ ở đây để coi đang có cái tác phẩm nào thì mình tới từng cái tác phẩm đó rồi dạ. Em sẽ
có thể giới thiệu cho mọi người dễ hình dung. Tại nhiều khi mình nói phong cách Hà Lan thì bản thân anh là cũng không hình dung được Hà Lan đó là như thế nào hoặc là gì. Đây là phong cách bonsai đúng không? Đúng rồi, phong cách bonsai cơ bản nhất. Thường anh thấy những cái hộp lọc này á, nó khác với những cái bộ lọc của những anh em mà nuôi cá. Dạ đúng rồi. Nuôi cá thì thường nó cái lọc tràn dưới. Còn những cái hộp này giống như là nó một cái combo, một cái máy nó fit sẵn mọi thứ luôn rồi. Dạ đúng thì rồi. Nó có cái gì khác biệt không em? Cái này á là sẽ chuyên cho hồ thủy sinh hơn. Là cái bộ phận hút với bộ phận thổi của nó sẽ không bị tác động ảnh hưởng tới cái nền ở dưới. Hoặc là cây cối ở trong. Còn nếu mà anh xài lọc tràn dưới hoặc là lọc tràn trên á. Ví dụ như lọc tràn trên mà khi mà nước từ trên nó xói thẳng xuống á, nó sẽ bị xói cái nền. Hiểu rồi. Nó mạnh quá nó từ từ nó tác động tới cái nền. Dạ, xói. Còn này nó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Nhẹ nhàng và nó tuần hoàn nhẹ nhàng thôi ha. Ok, đây là phong cách bonsai ha các bạn ha. Thì chúng ta nhìn vô thì dễ dàng có thể hiểu được tại sao gọi là bonsai. Nó mô phỏng một cái cây, một cái dáng thế tự nhiên của một cái cây cổ thụ, cây đại thụ đó, nằm ở trong đó. Rất là đẹp. Là một người yêu thích bonsai thì mình rất là ấn tượng với phong cách này. Nhưng mà nói chung là thủy sinh thì phong cách nào nó cũng rất là đẹp. Mỗi phong cách nó rất là hay. Nhưng mà coi như là nếu mà nói về thủy sinh hình như nó có gọi là cái chính á, nó có hai dạng là sống và chết đúng không ta? Sống và chết hả? Có nghĩa là cái phong cách mà đá không á, đá hoặc lũa không, không có cây cối trong đó. À cái phong cách đó thì cũng một phần gọi là phong cách bao tớp như em nói á. Bao tớp luôn. Dạ đúng rồi, là chỉ có cát, sỏi, đá. Đấy. Nó là tái tạo một cái dòng sông á. Dạ. Hồi xưa anh chơi cái bạn kia nói với anh là kiểu là sống và là chết á, kiểu như là lũa đồ này nọ đó, là trong đó không có cây á. Thì anh nhớ đầu đó là vậy. Còn cái như cái này gọi là phong cách gì em, hay là cái này đang dưỡng hồ thôi? Đây là gọi là phong cách Hà Lan anh. Hà Lan. Dạ, phong cách Hà Lan tức là phong cách là chỉ có cây không. Rất là nhiều cây. Hà Lan là người ta chơi theo kiểu coi như cây kín mít vậy. Dạ đúng rồi, cây màu sắc màu mè rồi. Là nói chung là tập trung về cây hết, không có cái bố cục, không có đá, không có lũa. Đấy, chỉ cầm cây thôi. Mà đó là một cái tiêu chí để gọi nó là phong cách Hà Lan luôn á. Dạ đúng rồi. Coi như Hà Lan là trong đó chỉ cây không. Dạ, không rồi. Đá, không lũa, không gì hết. Dạ. Và cây nó theo kiểu bụi bụi tùm tùm vậy. Dạ đúng rồi. Cái phong cách này nó có cái gì hay không em? Tại vì thật sự dưới con mắt của anh thì anh thấy nó hoàn toàn nó không thể nào ấn tượng bằng những cái kiểu này được rồi. Cái phong cách này có một số người chơi thích là do thích cái màu sắc của nó. Cái màu sắc cây của nó đa dạng màu sắc. Tại vì cái hồ này á, thì em mới vừa cắt tỉa cây nó chưa được lên hết, chưa có hết cái độ rực rỡ của cây á. Cho nên là nhìn nó hơi không được tự nhiên. Đấy, khi mà cây mà nó phát triển phục hồi khoảng tầm một tháng sau á thì nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Ở trong cái này nó có những cái chén này đựng đồ ăn hết à? Dạ không, cái chén này là mình có thể trồng thêm một cái loại cây trong cái chén này nữa. Cái này gọi là cái cốc trồng cây á, mình có thể bỏ phần nền vô đây rồi mình trồng thêm một số loại cây lên trên. Anh thấy cái này anh tưởng là bỏ ở đây cho đựng dơ nước. Rồi, cái này cũng có thể gọi là bao top đúng không? Không anh, cái phong cách này gọi là phong cách natural. Natural, dạ, tự nhiên. Dạ. Mình tái tạo là một cái khung cảnh tự nhiên nào đó. Nào không biết thì hỏi, bạn hỏi trả lời chứ không phải hỏi được phong cách. Đây bạn, đây là phong cách natural, nghĩa là tự nhiên nhất có thể luôn. Dạ đúng rồi. Có lũa, có đá, có chất nền, rồi cây cối bụi mọc. Thật sự cái này nó gọi là theo cái gu của mình nhất, nhìn là thấy nó đẹp nhất. Dạ. Tự nhiên nhất. Như cái kiểu này thì mình sẽ gọi là vệ sinh sao ta, cực quá ha. Đúng rồi, đối với loại. Cái hồ này thì vệ sinh nó sẽ hơi cực tí. Đây hồi nãy anh mới nói với em đây, cái kiểu nó dài kiểu này nè. Dạ. Nó lướt trên đây quá, anh cắt ngang cái lát nó vàng úa, nhìn dạ. Xấu. Đây là cái hồ mà khó vệ sinh nhất. Với lại ngày xưa anh chơi anh bị một cái vấn đề nữa là cá nó ị lên cái mặt đáy nó dơ quá. Dạ. Rồi mỗi lần mình vệ sinh mình phải khử cho phân nó trồi lên, nó dạ. Hút nó cực quá. Dạ đúng rồi, thì cái phong cách này sẽ hơi cực về cái vấn đề vệ sinh đó. Lúc mà mình vệ sinh hút nước á, mình phải dùng tay mình phủi cho nó phân cặn ở dưới á. Với lúc nào nó bay lên thì mình hút ra. Nghề chơi cũng lắm công phu á bạn. Thủy sinh là một môn gọi là nghệ thuật luôn á, đúng nghĩa là nghệ thuật luôn á.
nghệ thuật mà có kết hợp với lại khoa học tự nhiên trong đó nữa. Đó. Đây là bộ môn mà dễ ngắm nhưng mà khó chơi. Ờ bên này còn mấy hồ đây nữa. Cái phong cách bên đây là cái phong cách biến tấu của Hà Lan một tí. À. Nó gọi là Brazilian style, tức là nó sẽ có thêm đá. Ừ. Cái, và quan trọng nhiều cây. Cái gì style? Brazilian. Brazilian hả? Dạ. Brazil là cái gì? Brazil á. Dạ đúng rồi. À phong cách Brazil á. Dạ. À. Là giống kiểu Hà Lan, có nghĩa là kiểu Hà Lan bây giờ chúng ta hiểu biến tấu là... thêm một tí. Ừ. Dạ mình có thể sắp đá theo cái sở thích của mình hoặc là theo một cái bố cục nào đó. Ừ. Có nghĩa là phong cách Hà Lan là rất là nhiều cây và nhiều cái màu sắc của lá. Dạ. À, nhìn nó sẽ đa dạng màu sắc. Dạ. Ha, đây là phong cách của Brazil. Dạ. Cho nên là có biến tấu kết hợp thêm đá vô. Dạ. Ừ. Ở phía bên đây thì em còn cái phong cách gọi là Iwagumi. Ồ, đẹp quá. Nãy giờ nằm góc này không thấy luôn. Phong cách gì em? Iwagumi ạ. Iwagumi hả? Tên là biết phong cách của Nhật ha? Dạ đúng rồi. Phong cách này là do cái tác giả Amono á, người sáng tạo ra bộ môn thủy sinh. À, sáng tạo ra bộ môn thủy sinh luôn. Dạ đúng rồi. Ồ. Đây là bậc thầy của thủy sinh. Ừ. Đó, cái bộ môn thủy sinh này nó được công chúng nó biết đến vào khoảng năm bao nhiêu em biết không? Cái này nó rơi vào khoảng năm 1980 mấy, hồi 99 mấy á. Thì à. Do ngài Amono ở bên Nhật Bản à. Bắt đầu phát triển ra. Dạ đúng rồi. Giới thiệu mọi người. Thì cái phong cách này, cái dấu ấn đặc trưng của nhất của nó là gì em? Cái phong cách đặc trưng này của nó là đá, chỉ có đá và một cái thảm cỏ. À. Cái thảm gọi là giống như một cái thảm cỏ vậy đó. Ừ. Vậy cái này nó theo kiểu một cái trường núi. Dạ. À, một cái triền núi á các bạn, có đá rồi những cái thảm cỏ rồi này nọ mà nó không có cây, nói chung là đá và cái thảm cỏ vậy thôi. Đó là phong cách của nó. Quan vậy là quan trọng là những cái viên đá này nó phải nhìn cho nó tự nhiên. Đúng rồi. Đẹp. Dạ. Chọn. Ờ chọn mấy cái đá này cũng chua lắm nha các bạn. Mình có trước mình có chơi bonsai rồi đi kiếm mấy cái đá để làm những cái tiểu cảnh rồi á mà nó tự nhiên nó đẹp cũng chua lắm, khó tìm. Còn bên này em, bên này chắc Hà Lan quá. Dạ, bên này là cái phong cách giống cái hồ bên đây anh. À, là phong là cách natural. Natural. Dạ. Natural. Full hồ, đèn, LED, combo, CO2, bể. Nói chung là full nguyên cái này luôn là 5.3 triệu. Dạ. Cũng ok, dễ chơi. Này là nó sủi oxy ha. Cái đó là CO2 anh. CO2. Dạ, trong cái hồ thủy sinh á, quan trọng nhất là cái CO2 á. À. Dạ, dinh dưỡng CO2 đèn thì là những cái quan trọng nhất. CO2 cái công dụng của nó là gì ta? CO2 công dụng của nó chính nó là giúp cây quang hợp. Cây thì nó sẽ hấp thu CO2 và nó thải ra oxy. À. Dạ, thì có CO2 á, thì cây nó sẽ phát triển căng, đẹp. Một số dòng cây á, nó còn là anh trồng được hay không là phải do có CO2 hay không nữa. Ừ. Dạ. Ủa trong tự nhiên thì cái nếu mà ở trong một cái trong tự nhiên mà cái môi trường như thế này thì cái CO2 nó lấy ra từ đâu ta? Trong một môi trường tự nhiên, ví dụ như dòng sông, dòng suối á, thì trong nước nó luân chuyển liên tục thì nó có CO2, một ít CO2 sẵn trong đó cây nó sẽ có thể hấp thụ được. À. Còn trong môi trường mà hồ thủy sinh nó là môi trường mình chỉ có là nước. Nước tĩnh. Dạ đúng rồi, nước ở trong cái hồ thôi, nó không thể tạo ra CO2 được. À. Cho nên mình phải cung cấp CO2. CO2 là nó lên những cái bọt mà trắng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Ok các bạn, thì đó, để làm một cái hồ thủy sinh thì chúng ta phải chuẩn bị những cái phần cứng. À, hồ, chất nền, lũa, đèn, điếc các đó. Tiếp theo sau là chúng ta chọn cái phong cách xây dựng. Dạ. À, rồi ok. Bây giờ sau khi chọn cái phong cách xây dựng rồi thì chúng ta sẽ coi như là thải gì vô trước nền. Dạ. Nền và trồng cây trước. Dạ đúng rồi. À, ok, chúng ta nói về chất nền đi. Nãy giờ chúng ta chưa nói về chất nền. Phân nền á, thì trên thị trường hiện nay nó có rất nhiều loại với nhiều giá tiền khác nhau. Ừ. Thì đa số bên em đó thì có một số loại phân nền như này. Ừ. Là đa số anh em có thể trồng được tất cả các loại cây rồi. Ừ. Cái phân nền này nó người khách người ta chọn là theo cái sở thích màu sắc cái nền hay là theo cái đặc tính của từng loại cây mà thường đó là khách sẽ chọn theo cái chi tiêu của khách bỏ ra được bao nhiêu thì khách sẽ chọn cái giá nền nó phù hợp với lại túi tiền của khách. Em có thể giới thiệu cho anh những cái chất nền mà coi như là từ thấp tới cao đi. Dạ, từ thấp nhất á là nó có một loại là loại Akadama, nhưng đặc điểm của loại này là nó là loại nền trơ. Trơ hả? Dạ đúng rồi, hầu như là nó không có dưỡng nhiều. Theo anh bên anh chơi bonsai thì nó cũng có cái loại Akadama này, nó dạ. Là cái đoạn
đất sét mà nó nung mà dạng như nung mềm. Dạ đúng rồi. À, nó nung nó hút nước. Dạ. Nó, công dụng của nó là hút nước, tạo độ ẩm nhưng mà nó không bị chỉnh nước, thì cái này nó giống vậy không ta? Dạ đúng rồi, cũng gần giống như vậy đó. Nó cũng làm từ đất sét hay sao ấy. Đúng rồi, dạ. Đất sét nó nung mà nó nung không tới lửa đó, dạ. không đủ độ á. Thì cái này là rẻ nhất hả? Dạ đúng rồi, rẻ nhất, nhưng mà đặc điểm nhược điểm của nó là nó hầu như không có dưỡng. Không có dưỡng chất gì trong dạ, đó hết. Rồi, à. Này nó chỉ có coi như là khoáng rồi mà tạo cái lớp để cắm cái cây cho nó giữ cây lại thôi. À. Nếu mà muốn xài cái loại này á, mình sẽ có thể kết hợp thêm gọi là cái cốt nền. Cốt nền nữa hả? Dạ. Cốt nền. Cốt nền nó cũng là một cái dạng cốt nền nó là một cái dạng cung cấp dinh dưỡng cực kỳ nhiều. Ừ. Nó nếu mà mình muốn sử dụng cái hồ để lâu 1-2 năm á thì mình sẽ xài thêm cốt nền. Còn những cái loại phân nền trên thị trường hiện nay á thì xài tầm 6 tháng đến 1 năm thôi là nó đã hết dưỡng. Là khi mà nó hết dưỡng như vậy là mình phải coi như là tháo ra rồi mình build lại cái hồ mới. Nếu mà hết dưỡng, nếu mà có nền một cái hồ hết dưỡng rồi á mà mình vẫn muốn giữ cái bố cục đó thì mình có thể chăm thêm gọi là phân nước. À. Để giữ cái bố cục, giữ tiếp tục chơi. Còn nếu mà mình không có còn muốn giữ bố cục đó nữa, mình đổi có thể phong cách. Dạ, đổi phong cách, đổi luôn nào. Ok, đây là đất Academa ha, 35.000 một ký, này chắc 1 ký rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, 1 ký. 1 ký gói này là 35.000, thì một cái hồ khoảng 50cm, cái hồ nhỏ kia thì nếu sử dụng cái này thì khoảng khối lượng bao nhiêu em? Nếu mà có hồ 30cm em mới chuẩn bị mới nãy á, thì nếu mà để chảy tùy theo cái độ mà phong cách, cái phong cách bố cục mà khách muốn chơi, cái độ dày của nền là khách muốn bao nhiêu xăng thì nó mình sẽ chọn cái phù hợp bao nhiêu ký nữa. Thôi bây giờ mình sẽ build một cái hồ theo phong cách natural đi ha. Dạ. Anh mình là người thích cái phong cách đó nhất thì giờ mình lấy cái đó là mẫu được. Dạ. Ví dụ phong cách natural thì có hồ này có thì khoảng bao nhiêu ký đất này? Nếu mà có hồ natural thì nó khoảng tầm 2 đến 3 ký là đủ. 2 đến 3 ký là cái độ cao nền nó cũng phải cái này ha. Dạ đúng rồi. 10 xăng á. Dạ. Tất á. Dạ. Tại mình nếu phong cách natural mình sẽ chạy dốc về phía sau một tí. Dốc về phía sau. Dạ, dốc về phía sau. Phía trước là mình có thể chạy cát. Dạ, thì thường cái chất nền là mình có mix nhiều loại không ta hay là xài một loại thôi? Cốt nền, phân nền á mình nên xài một loại thôi. Ừ. Tránh xài nhiều loại. Ừ. Rồi ok. Thì mà nếu mà cái hồ khoảng 30cm mà phong cách natural nó khoảng 3 ký ha các bạn, 2-3 ký. Dạ. Thì nói chung là tiền phân nền nó khoảng 100.000. Đúng không? Dạ. Tầm khoảng 100.000. Rồi ok, em có thể giới thiệu giùm anh mấy cái. Nhưng mà để mà em khuyến khích mấy anh em mới chơi á thì đừng nên xài cái loại nền này. Dạ. Nó có cái nhược điểm là nó không có dưỡng. Dạ đúng rồi, không có dưỡng. Nên xài là xài những cái loại nền cao hơn tí, thì như là đây, giá trung bình thì có loại này. Simple Blend. Dạ. Hoặc là Miracle. Thì cái giá này á thì nó phụ thuộc theo cái chất lượng của cái nền. Giá càng cao á thì cái chất lượng của nền càng tốt, với lại thời gian sử dụng của nó lâu hơn. Cái chất lượng của cái nền á là nó liên quan tới vấn đề là những cái dưỡng chất trong nó hả? Dạ đúng rồi, dưỡng trong đó. Mấy cái này ngâm vô nước lâu ngày nó có bã ra không ta? Dạ không anh. Mấy cái loại sau này á thì cái nhà sản xuất họ nâng cấp lên thì xài 1 năm 2 năm là vẫn bình thường, vẫn không rã. Những cái chất nền này á thì nó là cái nó là một cái loại khoáng sản người ta khai thác lên. Dạ, hay rồi. Là nó là một cái sản phẩm giống như cái thằng Academa đó là một cái sản phẩm mà do chúng ta nung rồi chúng ta chế tạo ra. Còn mấy cái này là nó thuộc dạng khai thác hay là cũng là một cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra. Nó cái này á có tùy loại anh, có loại thì nó sẽ cũng sẽ khai thác, có loại thì cũng sẽ tự sản xuất ra. Như cái này là cái thằng tầm trung nè đúng không? Dạ đúng rồi, tầm trung. Tầm trung. Dạ. 39, còn loại nào là cao cấp thôi em? Loại cao cấp thì trong giới anh em chơi thường có loại này. Nó là ADA. Ưu điểm của nó là gì em? Ưu điểm của nó là cái bộ đệm cực kỳ tốt của trong cái hồ thủy sinh. Nó là có dưỡng nó nhiều đủ loại nè. Cái thứ hai đó là chất lượng sử dụng nó là lâu, tầm 1 năm. Có thể hơn nếu mình kết hợp với cốt nền. Nó cũng giống như là đất các bạn, nhưng mà nó khá là mềm. Bóp vô là nó sẽ bể ra ha. Hút nước trong này là dưỡng chất không á, tốt. Coi như là 120 một lít hả? Dạ đúng rồi, một bịch như này. Một bịch như này là 120. Dạ. Thì cũng này chắc cũng cỡ 1 ký ha. Cái này là chưa đến 1 ký anh, tại vì có nhiều loại phân nền nhà sản xuất nó sẽ quy định khác nhau. Ví dụ như là loại này á, một bao của nó là bao 9 lít. Nó khoảng tầm 8 ký mấy thôi. Thì sẽ lấy mình chia ra
8 cái máy đó mình chia cho 9 thì 9. Sẽ ra được một lít của nó là tầm 900 gram thôi, 900 mấy gram thôi. Đúng rồi, đây mình thấy để đơn vị là lít các bạn, 125.000 một lít. Thì một lít này nó quy ra là khoảng 900 gram. Dạ đúng rồi. Ok, rồi chúng ta đã xong cái phần phân nền rồi. Anh em coi như là tùy điều kiện. Điều kiện cơ bản nhất là Akadama 35.000 một ký. Cao cấp hơn một chút xíu thì anh em có thể xài Miracle 89.000 một lít. Còn xịn nữa thì anh em xài ADA version 2 hả? Dạ đúng rồi. Nó, là nó có version 1 nữa hả? Dạ nó có version 1 đây. Version 1 nó là chuyên dành cho nuôi tép. À thì nó khác nhau gì em? À, cái loại nền này á nó nuôi tép cho nên là trong đó nó có một số loại khoáng chất tốt cho tép. Version 1 nó mắc hơn version 2 các bạn. Version 1 nó 195.000 còn version 2 125 thôi. Thì cái version 1 này là chuyên nuôi tép. Dạ đúng rồi. Nó có những cái dưỡng chất dành những riêng cho con tép. Dạ, khoáng chất ha, dành riêng cho con tép. Cái hạt nó cũng to hơn là cái version 2. Con tép thì nó hay ăn cái mặt đáy đúng không? Đấy nằm trên đây nó ăn luôn. Tép thì nó ăn những cái thực vật phù, động vật phù du đồ trong trong hồ. Dạ. Thì cái này để vô nó cũng tan cái những cái dưỡng chất đó ra trong nước hả? Dạ đúng rồi, nó tan cái dưỡng chất trong nước thì tép nó sẽ hấp thụ qua nước. Hay quá. Rồi. Có cái hồ mua được chất nào rồi thì tiếp theo sẽ là đèn. Đèn. Dạ. À có nghĩa là mình phải vô cái đèn trước. Dạ đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ đèn thì mình sẽ rất là nhiều loại đèn dạ, các bạn rồi. Ha. Đèn thì có nhiều loại từ tầm thấp, tầm trung đến những dòng cao cấp thì vẫn có. Thì đèn mà đối với những anh em mà newbie mới chơi á thì là lựa tầm thấp á là cũng ổn rồi. Ví dụ như là một cây led trắng như thế này là có thể xài được, có thể trồng cây được rồi. Là cái này cũng dành cho cái hồ 30 luôn á ha. Dạ đúng rồi. Nó là 20 nhưng mà nó có thể cái chân này nó có thể kéo ra 30. Chân này nhét vô bên đây nè các bạn. Đây. Nhét vô. Này nhét vô gác lên. Đây là một cái đèn led. Dạ. Đèn led này chắc là tiết kiệm điện lắm ha. Dạ. Led này hầu như ngày một tháng xài chắc tầm mấy ngàn tiền điện thôi. Mấy ngàn à hả? Dạ. Rẻ quá. Đây là những cái mạch led rất là sáng luôn. Cái này là của hãng Cao Cui. Cao Cui. Dạ, hãng Trung Quốc. Như cái này là bao nhiêu em? Nhiêu tiền em? Cái này thì tầm khoảng 120 đến 130 thôi, một cây. Dạ. Cái này về mình làm đèn học thì chúng ta thấy nó nhỏ gọn đẹp quá. Dán lên cái kệ nè, thấy không? Cái kệ dán lên về thành đèn học luôn rồi, đẹp. Dạ. Gọn. 120 à ha em? Dạ đúng rồi. Rẻ. Cái hồ thủy sinh đó, cái thời gian bật đèn trong ngày nó có là một cái yếu tố quan trọng không? Dạ. Cái hồ thủy sinh mà mới sớp á thì mình nên bật đèn từ 6 đến 8 tiếng một ngày thôi để tránh cái tình trạng mà lên riêu hại. Dạ. Một số người mà anh em mới chơi á thường nghĩ á là đèn thì cứ có thể để mà là xuyên suốt 24/24. Dạ. Nhưng mà để như vậy thì nó sẽ không tốt, nó sẽ bị lên riêu hại, ảnh hưởng tới cây nữa. Anh em biết là khi mà chúng ta chơi thủy sinh hoặc là chơi môn nào hay nữa đó thì chúng ta gọi là chúng ta đang xây dựng một cái tiểu mô hình mà chúng ta mô phỏng ngoài tự nhiên ha. Thì cây cối hoặc là con vật á thì nếu mà anh em mà mở đèn gọi là 24/24 á, làm đảo lộn cái nhịp đúng sinh học của nó. Có nghĩa là nó thì nó cũng vận hành theo là mặt trời mọc mặt trời lặn đúng không? Dạ. Nếu mà cây cối ở ngoài trong tự nhiên hoặc là những cái ao hồ đó thì nó cũng theo mặt trời mọc mặt trời lặn thì một ngày nó trung bình khoảng từ 8 đến 10 tiếng ánh sáng thôi. Dạ, đúng rồi. Thời gian còn lại là nó trong bóng tối để nó nghỉ ngơi, nó gọi là nó phát triển. Cái thời gian nghỉ ngơi là thời gian nó phát triển á. Cho nên là anh em bật đèn là phải có biết cái cách đàng hoàng ha. 8 đến 10 tiếng thôi hả? Dạ đúng rồi. Giống như mấy con bét, con bò sát đồ á, nhiều anh em chơi ép sai người ta chơi mở sáng đêm luôn, coi như là không cho nó ngủ luôn. Thì cái đó nó rất là hại ha. Theo thời gian là nó sẽ làm suy yếu cái con bét của mình chứ không phải là như vậy là ok đâu. Đây các bạn, đối với cái hồ 30cm thì chúng ta có thể đầu tư một cái đèn led rất là đẹp, thanh mảnh. Chỉ có 120.000 thôi. Dạ, đúng rồi. Và quan trọng nhất là tiết kiệm điện ha. Tháng xài mấy ngàn tiền điện à, quá rẻ. Dạ. Hoặc là nếu mà anh em mà có cái chi phí nó cao hơn thì mình có thể chọn những dàn đèn cao cấp hơn. Nó sẽ tốt cho cây hơn nữa. Những cái đèn cao cấp hơn nó tốt hơn cho cây hơn nữa là nó có những cái chức năng nào khác hay là nó như thế nào em? Thứ nhất là nó có thể chỉnh qua là app điện thoại. À. App điện thoại. Thông minh. Dạ. Cái
tiếp theo nữa là cái những dòng đèn cao cấp á, thì nó sẽ sử dụng những cái con chip LED cao cấp thì nó sẽ mô phỏng lại với gần như là ánh sáng của mặt trời để giúp cây nó quang hợp phát triển tốt hơn. Có như những cái tia UV trong nó tốt hơn. Dạ đúng rồi. Nó cái chất lượng tia nó nhiều tốt hơn. Ok, đâu ví dụ như là mẫu đèn nào em có thể giới thiệu giùm anh. Ví dụ như mẫu đèn mà chuộng nhất hiện nay á, thì là dòng T-Rod này. Đấy, thì nó có thể chỉnh qua app nè. Có thể chỉnh màu nè. Đấy, thì rồi nó có mô tả ánh sáng gần với giống mặt trời nhất. Anh có thể mở hộp này ra được không nè. Đèn là một cái thiết bị khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái chất lượng hồ, chất lượng cây, chất lượng con bét. Và đồng thời nó sẽ nó cũng làm cho cái thị giác của mình thấy đẹp hơn nữa, đúng không? Nó cũng làm cho cái sự hưng phấn, hứng thú của mình đối với cái tác phẩm mình nó đẹp hơn nữa các bạn. Đây. Nó cảm giác đầu tiên là nó nặng hơn hẳn cái kia. Dạ. Đây là cái cục adapter. Dạ đúng rồi. Đây các bạn. Một LED ở trong. Cái này là xài cho hồ 30 luôn. Dạ đúng rồi, 30 luôn. Đây là những cái mạch ở bên trong sáng ra. Thì những cái đèn xịn nó cái chức năng trong đó nó tốt hơn. Giống như anh em mình bên bò sát á, là có những cái bóng đèn gọi là tích hợp UVA, UVB ha. Đó. Bóng tích hợp. Rất là ok. Như cái bóng này thì bao nhiêu tiền em? Cái này thì khoảng tầm 2 triệu rưỡi. Ôi ôi, một trời một vực luôn. Cái cây kia dành cho gọi là tập sự thì 120, còn cái này là 2 triệu rưỡi, khác biệt hẳn luôn. Đủ thấy là chất lượng nó như nó khác hẳn rồi ha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Gọi đây. Cứ để. Ở đây mình thấy có những cái đèn mà nó giống như cái MacBook luôn các bạn. Nhìn nó đẹp, thanh mảnh. Cái này cũng là một bộ đèn của nó ha em. Dạ đúng rồi, cái đó thì cũng có thể xài cho cái hồ 30 vẫn được. Dạ. Này nó cũng là dạng cao cấp hay sao? Dạ đúng rồi, nó có một dòng cao cấp. Cái này rơi vào khoảng tầm 2 triệu mốt, 2 triệu 2. 2 triệu mốt, 2 triệu 2. Dạ. Này có nano cộng hả? Nano cộng nó là sao ta? Nano nó có hai dòng, một dòng là nano thường, một dòng nano LED. Nano thường á thì nó không chỉnh qua app điện thoại được. Còn nano LED này nó có thể chỉnh qua app. Nó khác biệt ở chỗ đó thôi. Dạ đúng rồi. Với lại á, cái cây này khác cái cây mới nãy em đưa anh coi á, là nó chỉ gác một chân thôi, một bên thôi. Anh có thể mở ra để cho mọi người hình dung không? Còn cái này nó có cái siêu này chắc không gỡ được quá. Được. Nó chỉ là một cái chân gác thôi, còn cái kia mình gác hai chân. Này gác sao ta? Nó sẽ có cái này nữa nè. Đây, cái này sẽ bắt vô đây. Bắt lên thành hồn. Cái gác một bên thôi. Dạ, nó đúng rồi. Nằm vậy. Dạ. Hiểu rồi. Đẹp quá. Đây là những cái thông số ha, 15W. Ánh sáng độ 7 là 7000K. 1300 IM. Ok, này là những cái thông số về điện thôi. Này của Tài Loan ha các bạn ha. Dạ. Rồi. Này là cũng dạng những cái chân gác này giống cái kiểu cái đèn mình vừa mới coi nè các bạn, kẹp vô thành hồ, đúng không? Cái chân giống vậy nè. Này có tăng đưa lên xuống. Rất là nhiều đa dạng những cái kiểu đèn. Đây là chắc những cái đèn cho nó lớn hơn. Rồi ok em, bây giờ xong cái phần đèn rồi. Dạ. Thì bây giờ sau khi cái hồ mình á, mình cho đất nền trước. Dạ. Ủa mình quên nữa, bây giờ mình cho nước trước hay mình cho đất nền trước ta? Cho nền trước anh. Cho nền trước. Dạ, cho nền vô trước, xong cái đó mình xếp đá, xếp cây, xếp lũa rồi đó. Thì cho nó phù hợp với cái ý thích của mình, sau đó mình cho nước vào. Nước vào sắp thôi, sau đó mình mới cắm cây sau đó mình cho đầy nước. Xong cái phần đèn đó thì mình sẽ tiếp theo tới phần chọn lọc. Chọn cái lọc phù hợp với cái bể. Ok. Dạ. Rồi, bây giờ mình qua tới phần lọc ha các bạn ha, đi từng bước để anh em có thể tự xây dựng luôn, mày mò xây dựng luôn. Đối với một cái bể nhỏ 30 như đó thì mình có thể xài một số lọc nhỏ thôi. Thường như là loại này. Cái loại này
À, cái loại này á, là nó hút từ đường đầy. Dạ đúng rồi. Ở đây nó xả xuống cái kiểu dạng thác nhẹ. Dạ đúng nhẹ rồi. Đúng rồi, nó là dòng lọc thác. Đây các bạn. Cái này là bao nhiêu tiền em? Cái này nó rơi khoảng tầm 120 đến 130. Rẻ quá. Dạ. À, đây gắn này vô đây. Dạ đúng rồi, nó đơn giản. Đơn giản thôi. Dạ. Ha, đây sẽ hút lên, hút đường này lên đây. Chảy qua đây lọc cho trong đây. Xong bắt đầu nước sẽ chảy ra đây theo dạng thác lại. Dạ. Ok. Rất là dễ hiểu, nhìn vô cái là biết cách sử dụng liền các bạn ha. Dạ. Còn ui. Còn nếu mà mình muốn mà nước mà chất lượng tốt hơn, mình nuôi cá nhiều hơn tí á, thì mình có thể xài mình qua sang cái dòng lọc nữa là treo. Lọc treo. Dạ. Nó lớn hơn công suất mà rồi. Nó công suất nó lớn hơn, với lại cái ngăn mà để chứa các cục liệu vật liệu lọc á, nó sẽ nhiều hơn. Nhiều hơn. Dạ. Nó sẽ đi qua nhiều lớp hơn, nó sạch đúng hơn. Rồi. Đúng rồi. Nó sẽ chất lượng nước mình sẽ cao hơn. Ừ. Đấy. Đây các bạn. Lớn hơn thì chúng ta dùng những cái này. Đây là cũng cái dạng nhỏ là đúng không? Dạ đúng rồi, dạng nhỏ. Tràng. Cũng là dạng lọc thác, còn đây là dạng lọc treo. Lọc treo. Dạ. Cái lọc nó có quan trọng không em? Cái lọc dạ. nó là cái yếu tố nó thuộc dạng quyết định trong cái hồ không? Đúng rồi, cái đó mà hồ thủy sinh nó lọc là cũng một phần rất là quan trọng để nó tái tạo một cái môi trường á. Chất lượng nước ổn định á thì cây nó sẽ phát triển ổn định theo. À, nó cũng là một phần. Hay quá. À đây là những cái quạt hồi nãy em nói để giúp cho cái hồ nó mát hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nó sẽ giảm được khoảng bao nhiêu độ ta? Khoảng tầm 1 đến 3 độ tùy theo cái nhiệt độ phòng trong phòng mình. À. Đây các bạn. Thì nó cũng đơn giản, nó là cái quạt bình thường thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nó giống như nó tản nhiệt ra thôi. Dạ đúng rồi. Chứ nó cũng không có gọi là kỹ thuật gì cao ở trong này đâu. Dạ đúng rồi. Hoặc là có một số dòng quạt gọi là chế từ CPU. À. Đây. Cái này của hãng, cái này dòng quạt chế. Chế này là lấy ra từ những cái cục CPU máy tính đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này mình sẽ mình cũng kẹp trên cái mặt hồ hả? Dạ đúng rồi, sẽ kẹp trên mặt hồ. Ok, xong phần lọc. Dạ. À, châm nước. Cái gì vô rất nền. Dạ. Vô nước thấp thấp. Dạ. Bắt đầu cắm cây. Dạ đúng rồi. Rồi bố trí gọi là cơ bản. Dạ. Rồi vô nước đầy. Dạ đúng rồi. Ghim lọc. Dạ, ghim lọc. Lên đèn chưa ta? Nãy giờ mình lên dạ, đèn. Trong lên thời đèn. Gian này là lên đèn rồi. Dạ đúng rồi, có thể okay. Lên đèn. Rồi tiếp bước tiếp theo là làm gì em? À, vật liệu lọc nữa. Thì đây là mình đang áp dụng cho những cái hồ 30 cm, thì chỉ sử dụng những cái máy lọc này, trong này nó có đã tích hợp những cái vật liệu lọc trong này rồi. Thí dụ như bây giờ anh build một cái hồ lớn thì cái lọc nó mình sẽ đi sâu cái lọc chút xíu ha. Cái hồ nó lớn hơn thì cái máy lọc rồi nó phải khác nhau cái gì ta? Dạ đúng rồi. Mà trong lọc này thì chưa có vật liệu lọc sẵn anh. À chưa có vật liệu lọc dạ, sẵn này. Mình sẽ mua thêm vật liệu lọc như đây, chẳng hạn như là Matrix. Đây là loại vật liệu lọc tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ồ. Bên em chiếc lẻ ra. Nãy giờ anh nhìn anh tưởng sỏi trang trí cái nền không dạ, á chứ. Nó là Matrix. Matrix hả? Dạ. Phép thuật á hả? Dạ. Nó là cái dạng này là dạng khai thác tự nhiên. À. Dạ. Nó giống như viên sỏi nhưng mà nó nhẹ hơn viên sỏi rất là nhiều các bạn, và cảm giác bên trong là nó xốp ha. Đúng rồi, bên trong nó cực kỳ xốp, cực kỳ nhiều lỗ để vi sinh nó trú ngụ trong đó. À. Cái dạng này nó khác những cái dạng mà như là đá lông vũ hay là đá nham thạch đồ á, là khác nhau về cái độ xốp, độ rò rỗng ở bên trong nó. Nó cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn. Để là máy nó nuôi được nhiều vi sinh hơn. Là ví dụ như một cái máy nhỏ cỡ đó thì mình cần một bịch này. Dạ đúng rồi, cần 1 đến 2 bịch này thôi. Bịch còn à. Những cái máy lớn hơn thì mình có thể 3 đến 4 bịch. À. Dạ. Là ở trong đó nó có cái lỗ mình cứ đổ vô là xong. Dạ đúng rồi. Cái thời gian sử dụng của thằng này lâu không ta? Cái thời gian sử dụng của hãng này nó công bố là có thể lên đến 5 đến 10 năm. 5 đến 10 năm là cứ để hoài trong dạ, đó luôn. Dạ đúng rồi, để hoài. Mình là cái lọc này á, thì mình chỉ định kỳ mình vệ sinh, mình lôi ra mình vệ sinh, mình thay cái bông lọc thôi. À. Còn cái vật liệu lọc mình chỉ rửa lại là có thể dùng lại được. Có phải rửa lại? Dạ đúng rồi. Rửa. Tại lâu ngày đóng rong rêu quá. Đúng rồi, đóng bụi, đóng rong, đóng rêu rồi. Mình ra mình chà hả? Không cần chà, anh chỉ cần lấy giò nước xịt qua là được. À. Đây các bạn, đây là những cái bông lọc ha. Những cái bông lọc ở này mình về mình cắt theo cái kích thước của cái nào hồ dạ, này dạ đúng rồi kích, à. Cắt theo cái kích thước của cái lọc, cái ngăn lọc. Ok, một túi như vậy là bao nhiêu em? Cái túi này hiện tại bên em đang bán là 16.000 một túi. 16.000 dạ. Một cái máy nhỏ khoảng 2 túi 32.000.
Rồi ok. Và cái vật liệu lọc đây là cái loại tốt nhất. Dạ tốt nhất trên thị trường hiện tại. Rồi ok, vậy là giờ còn tới cái gì nữa ta? Những cái này là những cái này của tép nè. Là của tép dạ đúng rồi. Này của tép. Này cái này là vi sinh tép. Tép, này dạ. Là sản phẩm tép. Cái này là cái 500 để mình cọ bể á. À chùi hồ dạ. Ok. Đây các bạn, đây là cái lũa xương rồng. Đúng rồi, lũa châu la, nó làm từ lõi xương rồng. Không, đi một ngày đàn học sàn khôn, cứ mỗi lần mà quay một cái đề tài gì đó là sẽ học thêm được một số cái kiến thức hay ho ha. Nên em chỉ có một phần quan trọng của hồ thủy sinh nữa mà những anh em newbie hay gặp phải á, đó là có hồ có cần CO2 hay không. Đấy thì mà lúc nào khách hỏi như vậy á thì em cũng luôn trả lời là nên cần. Tại vì cây thì nó sẽ hấp thu CO2, thải oxy. Lúc mà mình có CO2 đó, thì mình sẽ chơi được đa số tất cả các dòng cây. Rồi cây nó sẽ phát triển lên màu đẹp nè, căng nè, nói chung là phát triển tốt nhất khi mình xài CO2. Còn nếu mà không có CO2 đó, thì một số dòng cây vẫn có thể trồng được, nhưng mà nó cũng sẽ không có đẹp bằng một cái hồ không có bung, CO2. Không dạ, bung lụa đúng không? Dạ, không phát đúng không? Dạ. Ok. Đây, một CO2 thì đây, nó có hai dạng bình. Một dạng là bình sắt, một dạng là bình nhôm. Ôi, nhưng mà một cái hồ nhỏ xíu mà cũng chơi CO2 luôn. Dạ đúng rồi, hồ nhỏ hồ lớn gì á thì mình đều có thể sử dụng CO2 được hết. CO2 này là cũng là cái khí mà để chữa cháy này đúng không? Dạ đúng rồi, nó là khí chữa cháy. Đây các bạn, này là của Tài Loan nè. Đúng rồi. Này là của China. CO2 này chuyên dùng cho thí sinh. Còn như cái giới thiệu trên đây thì cái này giống như vật liệu để cứu quả. Dạ đúng rồi, nó làm từ cái bình cứu quả đó. Cho nên là những anh em yên tâm là xài là không bao giờ bị nổ. Những anh em mà qua hỏi CO2 á thì sợ một vấn đề là sợ hỏi nó có nổ hay không. Nên là em có tư vấn là nó yên tâm. Tại vì nó làm từ làm bình chữa cháy. Nên là không bao giờ nổ được. Ồ nếu mà cái loại dởm là nó có khả năng nổ hết à? Nó sẽ dởm, những mà loại mà bình mà xài lâu năm mà nó bị sét bị rỉ á thì nó sẽ bị nổ, nhưng mà nó sẽ không gây cháy, nó không gọi là không có nguy hiểm bằng cái bình oxy. Cái bình oxy nó nổ ghê hơn. Dạ đúng rồi, bình oxy nổ ghê hơn. Tại lúc mà xài mấy cái bình này thì anh em nên là bình sắt, đối với bình sắt á thì nó là kiểm tra với cái phần đáy bình nó sẽ ưa bị sét với cái phần đáy bình là nhiều. Còn bình nhôm thì mình xài thì không sợ. Bình nhôm nhìn nó cũng xịn sò bạn. Này giống cái ai đưa bố mình cầm đi. Cái này là những bộ đèn luôn ha em? Dạ đúng rồi, đã đèn. Ok, còn đây? Đó cũng là một dạng đèn nhưng mà nó là dạng đèn lon, đèn treo. Đèn treo từ trên treo xuống. Đầu lai xuống ha. Dạ. Ok rồi, xong lọc rồi oxy. CO2. Thế CO2. Dạ. Thế gì nữa ta? Giờ tới lọc đèn CO2 phân nền. CO2 là phân đó nền. Là những thứ cơ bản để làm một cái hồ thủy sinh. Dạ. Ok. Rồi bây giờ sau khi mình chuẩn bị hết phụ kiện vô nước xong rồi thì mình sẽ để trong thời gian bao lâu? Một tuần. Dạ, một tuần là mình có thể thả cá. Một tuần là ngày nào cũng thay nước hết. Dạ đúng rồi. Thay từ 30-50%. Dạ. Rồi, xong dạ, một cái lưu ý nữa là mà sau khi mình vô đầy nước mình cấm điện chạy lọc thì mình nên chăm vi sinh. Chăm vi sinh. Dạ, ok. Đúng rồi. Chăm vi sinh. Thì cái vi sinh đó thì nó sẽ giúp tái tạo cái hệ vi sinh trong cái hồ của mình. Để đâu, kích... vậy bây giờ mình tìm hiểu về vi sinh luôn. Dạ. Vi sinh thì phía trước này. Thì vi sinh hiện tại trên thị trường thì nó có rất như là nhiều loại vi sinh luôn. Chẳng hạn như Việt Nam của mình á thì có một số hãng như là Multibio. Multibio. Dạ đúng rồi. Này là của Việt Nam. Dạ đúng rồi, Việt Nam. À, thấy cái nào có chữ Việt là biết của Việt Nam hết rồi ha. Nguyên vậy này luôn. Rồi tiếp theo nữa là có một hãng cũng khá nổi tiếng của Việt Nam, đó là Extrabio. Extrabio hoặc là của Coica, BP, đó là những hãng của Việt Nam. Rất là vui ha, bởi vì có vẻ là cái ngành thủy sinh của Việt Nam cũng khá là phát triển, cho nên là những cái sản phẩm liên quan của nó mà được sản xuất từ những công ty Việt Nam thì anh thấy cũng khá là nhiều. Dạ đúng rồi. Và cũng quan trọng là được anh em tin dùng nữa. Dạ. Hiện tại rất là nhiều sản phẩm của Việt Nam mình luôn. Cái sản phẩm của Việt Nam á em, nó có cái ưu thế gì hơn cái nước ngoài không, hay là nước ngoài nó có cái gì hay hơn của Việt Nam không, có thể phân tích sơ sơ về hai cái dòng sản phẩm?
ở Việt Nam á thì các chế phẩm của Việt Nam á thì là đặc điểm dễ thấy nhất là nó về giá thành rẻ, nó rẻ rẻ hơn những cái dòng nhập từ nước ngoài. Về cái thứ hai á, về chất lượng á thì đương nhiên là của Việt Nam mình hiện tại thì nó vẫn chưa bằng cái bên nước có ngoài. Phần hạn chế hơn. Đúng rồi, hạn chế hơn. Nó về mặt cái gì ta? Về mặt cái hệ cái chủng vi sinh ở trong chai. Trong ở nước ngoài thì nó sẽ nhiều chủng vi sinh hơn. Nó tái tạo nhanh hơn. Đây ở nước ngoài thì có một hãng rất là nổi tiếng luôn, đa số anh em cá kể cả cá biển cũng biết. Đó là của thằng Seachem, đó là Stability. Hầu như anh em cá mặn hay là cá ngọt là đều biết về hãng Seachem này. Seachem nè các bạn, đây là nhà của Mỹ. Của Mỹ. Này như thấy hình này là của cá biển nè. Nó có nguyên một bộ luôn, phân nước. Thử độc nước, nguyên hàng của Seachem. Ok em, nếu vậy vi sinh khi mình chăm vô hồ á thì nó là dạng nước hết á. Dạ đúng rồi, dạng nước. Thì mình nhỏ cái liều lượng thì dạ, theo cái thể tích dạ, cái hồ rồi. Mình. Dạ đúng rồi. Nó sẽ có cái liều lượng trên cái trên hướng dẫn sử dụng. Dạ. Rồi mình sẽ vô đó một lần. Cái vi sinh mình vô lúc mình vô nước xong mình nhỏ vô một lần đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi khi đó sau những lần thay nước mình chăm tiếp. Dạ. Vi sinh là mình chăm sau những lần thay nước là mình chăm. Khi thay nước là chăm. Thay nước mới, thay nước cũ vô nước mới lại đầu chăm. Dạ đúng rồi. Rồi ngày mai mình sẽ thay nước đó ra chăm tiếp. Dạ đúng rồi. Làm 7 ngày liên tục như vậy. Dạ đúng rồi. Để cho vi sinh nó sẽ coi như là nó trú ở trong những cái viên này. Đúng rồi, viên đá lọc. Những viên đá lọc này. Dạ. Đó, xong rồi từ từ nó sẽ tiết ra từ từ. Đúng rồi, nó sẽ gọi là chu trình nitơ đó, nó sẽ phân hủy các chất NH4, NO3 rồi đấy. Amoni nhắc. Đấy. Anh em nào mê mấy này mốt cái dáng học hóa là giỏi nha mấy bạn học sinh thôi. Ok, rồi đây là vi sinh, chăm vi sinh vô. Rồi nói chung là bắt đầu thả cá được rồi. Dạ, sau 7 ngày, 5 đến 7 ngày là mình đã có thể thả cá được rồi. Sau khi thả cá rồi đầu mình sẽ theo dõi, chú ý những cái điểm nào em? Thường đó, đối với một hồ thí sinh đó, thì anh em đa số là chơi cây là chủ yếu. Cho nên là anh em sẽ chú ý đến những biểu hiện của cây. Như là nó có xuất hiện riêu hại không, nó có xuất hiện ốc hại không, hay là cây nó có phát triển đang bình thường hay là có còi cọc héo úa gì không. Thì tiếp theo đó mình mới có hướng điều trị. Hướng điều trị là lúc đó mình sẽ bổ sung dinh dưỡng hay là mình xài thuốc, những cái thuốc điều trị? Ví dụ như là cái hồ là bắt đầu mình cảm thấy nó bị bám những mảng xanh hoặc là mảng nâu trên lá, trên trên bể kính. Thì bắt đầu là mình sẽ giảm đèn xuống. À đây như những cái lá nó vàng vàng úa úa đây. Dạ đúng rồi, hiện tại đang để đèn hơi nhiều ấy. Đấy thì mình sẽ bắt đầu giảm đèn xuống. Ví dụ mình để ra mình để một ngày 8 tiếng thì mình có thể giảm xuống còn 6 tiếng một ngày. Đấy mình sẽ thay nước nhiều hơn, mình tăng CO2 lên. Đấy. Tùy theo cái trường hợp mình bị như thế nào mình có hướng xử lý khác nhau. Ví dụ như khách mà muốn xây tự xây cái hộ của mình mà gặp trục chặt vấn đề về này kia là shop mình là tư vấn cặn kẽ hết luôn. Dạ đúng rồi, bên em có đội ngũ gọi là trực bay á, trực chat tin nhắn để tư vấn khách qua fanpage. Khách có vấn đề gì không hiểu cứ nhắn tin qua fanpage của bên em thì bên em sẽ trực tiếp giải đáp cho khách. Ok, quá là tiện lợi luôn các bạn. Dù mình bản thân mình nếu như mình á, thì mình cũng sẽ thích tự xây dựng cái hồ. Chứ mình không thích là mua sẵn thì chắc chắn là trong quá trình mà thao tác thực hiện nó sẽ còn nhiều cái nó bỡ ngỡ không biết như thế nào thì là có đội ngũ tư vấn kỹ càng hết cho mình luôn. Ok, thường thường một cái hồ sau khi mình xây vô nước rồi này nọ là khoảng thời gian bao lâu là bắt đầu nó ổn định nè? Khoảng tầm 2 tháng, 1 đến 2 tháng sau là bắt đầu hồ nó đã ổn định. Là mình lúc đó mình có thể nói chung là thư giãn rồi đó. Là cây nó đã phát triển rồi. Lúc đó mình cũng không còn thay nước nhiều nữa. Là mình có thể ngồi ngắm hồ thư giãn. Quá là ok luôn. Dạ. Đây các bạn, đây là những cái hồ sẵn này. Hồi nãy chúng ta coi hồ rồi, bây giờ chúng ta coi đèn ha. Ở đây có những cái mẫu đèn mà mình thấy nó rất là có duyên ha. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng một cái đèn kẹp trên hồ. Đơn giản như thế này. Còn chúng ta muốn những cái gọi là đèn máng thì chúng ta coi như cái mẫu này nó rất là thanh tao, rất là đẹp. Gác lên hồ ha, như thế này nè, rất là đẹp nè, thanh ghê luôn. Này để ví dụ những người mà làm việc mà thiên về gọi là suy nghĩ đồ nhiều á, căng thẳng để kế bên bàn làm việc ha, có thể 5-10 phút thư giãn như là buông công việc qua một bên, thả hồn nó vô đây là coi như cũng lấy lại năng lượng dữ á. Đây các bạn, những mẫu đèn rất là đẹp.
kích thước hồ nào cũng có ha. Những cái máng này lớn nhất là chắc là cái này em. Dạ đúng rồi, lớn này, nhất hiện tại là 1m2. Mét 2 á, này dạ. Có mét 2 rất là đẹp rất. Nếu là mà thanh. Mình không thích gác thì mình có thể treo. À, có thể gác trực tiếp ở đây. Dạ đúng rồi, có thể gác trực tiếp mà có thể. Nhưng treo. Mà nếu mà nước cao thì gác nó có ảnh hưởng gì không ta? Dạ không anh, không ảnh hưởng. À, gác lên rất là đẹp. Mà đa số hồ lớn thì anh em sẽ chơi gác nhiều hơn. Gác là chơi treo nhiều hơn. Chứ. Dạ, chơi treo nhiều hơn. Em thấy cái hồ này như nó hơi bị lệch đó ta. Đúng anh, cái hồ này lúc mà để nó hơi bị lệch tí. À, thấy cái mặt nước nó không có bằng các cạnh á. Dạ. Ở trong một cái, các bạn thấy này nó một cái hồ thủy sinh. Thủy sinh là cái gì? Tức là cái môi trường sinh sống ở dưới nước ha. Nó gồm rất là nhiều cái chất liệu khác nhau. Từ cái chất nền đó, chất nền thì nó cũng có những cái thông số kỹ thuật, những cái yêu cầu đặc điểm của nó. Rồi có cây đó, có cây là sống. Đá là dạng tĩnh. Nãy anh nói lộn phong cách tĩnh với phong cách động, chứ không phải là phong cách sống với phong cách chết. Hàng chi dùng cái từ nó nghe nó hơi bị phô. Đúng rồi, trong đây nó có những cái gọi là động và tĩnh ha. Đá này, nền này nọ là tĩnh. Còn cây, cối, cá, cảnh, sinh vật ở trong đó là động. Ok các bạn. Thì nãy giờ cảm ơn Hào rất là nhiều đã chia sẻ cho chúng ta những cái bước cơ bản để chúng ta có thể xây dựng một cái hồ thủy sinh cho mình. Thì đây là một cái bộ môn mà nghệ thuật kết hợp với lại cũng là khoa học kỹ thuật. Ha, anh em có những cái kiến thức về cái môi trường sống, về cái tương sinh quan đó. Rồi nghệ thuật sắp đặt những cái nó kết hợp lại với nhau, nó tạo thành một cái bức tranh sống động. À, trong đó thì có những cái yêu cầu về kỹ thuật lọc nè, về oxy, về CO2 đó, rất là nhiều thứ nó liên quan với nhau nhưng mà nó cũng rất là dễ hiểu luôn. Thì qua cái clip này với cái sự chia sẻ của Hào thì hy vọng là anh em sẽ có một cái gì đó nó cơ bản để chúng ta có thể tự xây cho mình một cái hồ thủy sinh để thư giãn. Còn nếu mà anh em quá bận rộn luôn, anh em có thể đến thủy sinh tím ha. Ở đây thì anh em có thể đưa ra những cái ý tưởng của mình, những cái yêu cầu của mình để anh em kỹ thuật ở đây có thể xây dựng cho mọi người một cái hồ. Và đồng thời là định kỳ thì anh em có thể liên hệ cái dịch vụ gọi là bảo trì bảo dưỡng ha, là bên đây sẽ có kỹ thuật xuống coi nước, kiểm tra nước, cây cối, cá nó có vấn đề gì là sẽ bổ sung vô kết hợp luôn ha, rất là tiện lợi cho những người bận rộn luôn. Ok, cảm ơn Hào rất là nhiều đã cùng anh chia sẻ với mọi người biết. Hy vọng là mọi người xem clip vui. Nếu mà có cái thắc mắc gì mọi người có thể comment bên dưới, hoặc là nếu mà ai ở gần đây thì có thể tới trực tiếp thủy sinh tím luôn ngay Nguyễn Bính Khiêm. Rất là dễ tìm đây, con đường này cũng rất là dễ thương các bạn, rất là đẹp luôn. Ok, hy vọng là mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye.